cho các bạn, mời các bạn vào cửa hàng của Hoàng. Đây, hôm nay Hoàng sẽ giới thiệu cho các bạn cây Roland HP 506 nha. Rồi chắc mình quay cái bên hồng này cho các bạn xem luôn. Thì cái cây này nó có cái phần chân đằng trước. Hoàng thường rất là thích những cây nào có cái chân đằng trước. Cái này nhìn vậy thôi nhưng nó cũng rất là gọn nha các bạn nha. Kích thước bề này thì cỡ 1m4 này. Chi tiết thì Hoàng sẽ để ở bên dưới. Còn Hoàng nói phỏng phỏng chừng 1m4. Còn cái này cỡ 4-45 thôi. Và chiều cao thì hơn 1m. Ta tính luôn cái này chắc ngang bụng chắc 1m3 quá. Ha, rồi. Rồi cái cây này nó là vino điện rất là dễ sử dụng. Mình quay cái mặt tắp lô này cho các bạn xem nào. Đó, công nghệ Supernatural. Rồi chữ này là tiếng Nhật. Có nhiều người sợ tiếng Nhật nhưng mà theo Hoàng thì bình thường thôi. Đây là sản phẩm của Nhật thì thành ra là nó là chữ tiếng Nhật thì cũng dễ hiểu. Nó là đàn nội địa của Nhật mà sản xuất cho thị trường Nhật. Rồi cái cây này á là cái họ của nó gồm có 5 HP 504. Đây là HP 506 và cao nhất là HP 508 thì hôm bữa Hoàng làm 508 rồi. Đó. Những cái cây này sản xuất khoảng năm 1000 xin lỗi. Sản xuất năm 2013. Vậy thì cụ thể cái cây này có phải 2013 hay không? Thì mình quay lại cái mặt lưng này này, mình sẽ biết được là nó sản xuất năm nào. Đây nha các bạn. Các bạn cứ quay ra cái mặt lưng á, các bạn sẽ thấy chẳng hạn đây là số 15, tức là 2015. Thế sau 2015, 2016 nó sẽ ra cái cây HP 605 mà Hoàng cũng đã review cho các bạn rồi. Còn ở bên dưới nó có ghi Made in Japan này. Thì thường những cái cây là khoảng độ cái năm này trở lại thì Made in Japan, sau đó là nó Made in Indo hoặc là Made in Malaysia nha các bạn nhé. Rồi. Rồi mình quay ra cái mặt trước. Bây giờ mình đàn cho các bạn nghe ha. Thì cái cây này là cái cây màu R. Các bạn thấy không? Nó không có đen như là cái màu đen kia. Nhưng mà nó mình cứ gọi nó thân của nó màu giống màu gỗ. Mình quay cái màu đen bên kia cho các bạn xem. Đây với cái màu đen đó. Nó màu đen đó nó khác. Màu này là màu gỗ. Còn màu này là màu nó không có trắng lắm ha. Màu này màu ngà ngà. Đó, dễ thương chưa? Hoàng thì cái gu Hoàng là màu sáng. Nhưng mà nhiều bạn thì cái gu màu tối này. Rồi bây giờ đàn cho các bạn nghe thử nha. Đây là tiếng piano cơ bản của nó. Thank you.
thêm cái tiếng string đằng sau này. Lót là tiếng string, các bạn nghe rõ không? Đó là tiếng string này. Mở to lên các bạn nghe. Ha. Đó, có lót là tiếng string. Một cái tiếng thét hay là một cái tiếng giống như ca đoàn hát á. Piano thì Hoàng thấy nó cũng nhiều tiếng quá. Đây qua cái tiếng ngăn số 2 cũng là piano luôn. Nhưng mà những cái tiếng này Hoàng thì thấy đa phần là không phải là grand piano mà là upright á. Mà cái tiếng này là tiếng honky tonk ngày xưa đó mà. Nằm. Còn bên này đây là E piano là tiếng piano điện nhé. Wow. Tiếng FM ha.
60 này. Hai tiếng clavin này. Quay trở về tiếng piano đi, thì túm lại á, là Hoàng thấy cái cây này tiếng rất là hay, nhà phím phản hồi cũng rất là chân thực. Thì cây này đã Hoàng nó theo Hoàng thì là nó đang sánh ngang với cây đời mới hơn là cây HP 605. Thì khi mua cũ là nó sẽ rẻ hơn HP 605 khoảng độ 5-7 triệu á, thì 20 mấy triệu, khoảng độ 25 triệu cây này thì quá là xứng đáng rồi. Cầm 25 triệu để mua thì các bạn chỉ mua được cây cây Roland RP 302 hay gì thôi. Hoặc là cây Yamaha thì cây IDP 164, thì những cái cây đó về phím, về tiếng và thậm chí về cái ngoại hình cũng không thể bằng cái cây này. Thành ra là nếu mà ai bỏ qua được cái chuyện là ôi tôi phải khui thùng đập hộp một cây mới, mà tôi chỉ muốn mua một cái cây mà tôi không có muốn trả tiền nhiều tiền cho cái thương hiệu của nó, thì đây là một cách. Đàn nó không có giống như điện thoại hay xe. Xe người ta chạy mỗi ngày, điện thoại người ta là người ta xài 24/24 luôn ấy. Thì sau nhiều năm thì đương nhiên nó phải xuống cấp, nó phải hư. Còn đàn ấy thì gặp mua phải của người lười tập ấy, thì coi như đàn là đàn mới luôn đó các bạn. Hằng nói giỡn như vậy nhưng mà cũng rất là thật. Nếu mà mua của một người ngày nào cũng tập 8 tiếng thì chuyện khác, mà mua của một người mà 8 ngày người ta tập một lần thì rõ ràng là cây đàn cũng rất là mới ha các bạn. Rồi, các bạn nếu mà có cần những cái thông tin về đàn thì các bạn cứ inbox, cứ chat với bên Hoàng ha. Bên Hoàng luôn luôn có các anh Hiền hoặc là anh Sơn, anh sẽ trả lời. Hoàng thì Hoàng ít trả lời trên cái đó lắm. Hoàng chủ yếu Hoàng làm nội dung cho clip hay là cho website. Hoàng rất là mong các bạn yêu thích cái video này và chia sẻ nó cho các bạn, cho mọi người cùng biết tới, để mà có cái kỹ năng để mình lựa chọn các đàn cho con em hay là cho chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào các bạn.